quan thoại bộ cũng là chủ dịch vô minh đạo phẩm tam thoại
quan ông về trần phán các quan ông tả văn hiệu võ đường bàn nào đạo quân thủy quân bộ đội hà sơ điệp dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên ông về tàu đôi xếp biên rõ ràng phê cho nhị vị chàng xinh tài mã hoa ban dâng lên tài mã hoa ban ông về tàu đôi biên rõ ràng phê cho nhị vị chàng sinh tình tình như nay điểm khai khai thần tướng thần nợ chiếu tinh tinh khai đồng đồng dòng sáng khai thầu khổ tình hôn thay nhất nhất bộ hình dòng nhan thật thở hiểu về chúng ta và vàng mã dâng lên kim ngân vàng mã dâng lên ông về tàu đôi xếp biên rõ ràng phê cho nhị vị chàng sinh mọi nơi tung tung hoành nghi đức đệ tam an tâm thần sức cho ghế không nhỉ? Có lộc có tài có ngân có xuyến có tiền có bạc nhỉ?
minh dung nhan thập cờ khai quang chứng đàn diên hà tức tăng cung giàng kim phùng hoàng ngân cận thánh chúa thiên địa trung mương sơ điệp dâng lên kim ngân vàng sứ dâng lên cô về tông đời chiếc biên rõ ràng kỳ do đệ tử sáng sinh ngân vàng mã dâng lên cô về tô đối chép biên rõ ràng phê cho nhị vị tràng sinh lưu chữ tràng sinh cô về lưu chữ tràng sinh người nhà phú quý khang ninh họ trường kỳ cho phúc lộc vui đường hề thần nhận cứu tinh nhanh khai tầm tầm song sáng khai cầu khổ tinh khôn ta nhận nhất bộ quan vân thập tổ cô về chứng hình nhân suốt cơ xa vào bạch long mi giữ tròn viện giao thông lời xây biển đưa nghĩa quân quạp bên diệt thù lập lâm mi lòng chí thành con xin đổi nghĩa ơn cô lúc phòng bà cô yêu vớt lên bờ dốc lòng thành kính cô đồ chỉ cô chứng tâm mê ê à thank you.
biển đông sóng ma vỗ nâng trời, cù lao ai dừng ngoài khơi chập trùng, đất thành tích nghi anh hùng ở đó sóng biển rẽ quê hoa cỏ tốt tươi mình mình mông mông sóng nước bay trời. Mã dâng lên kim ngân, mã dâng lên cầu về tung đôi chết đi
Hương thơm một
trần sân lâm mi nhạc nghỉ tiền vương mẫu quạt thượng ngàn nhẹ ba mươi sáu đầu bóng tướng thể mời nghe mãi chúa đi nhẹ. Sinh vào lệch nghi tộc nồng lê xa nghi à ê à hiệu xanh Thank you.
thánh nhi sơn tinh tuần thu dậy muôn loài báo hổ chim muôn dậy dân phát dậy nam hà nữ Sơn Lâm Sơn Trang á.
thế mà mường mán mỏi đen nó. Thế mà quản trưởng Sơn Lâm Mạch Anh Công Chúa cai quản 81 cửa rừng 36 cửa ngàn trong gói Giang Nam hồ. Ồ thế mà lệnh truyền 8 tướng Sơn Trang đập nhị tiền nàng lai đáo từ trung bảo hộ đồng nhân hồ. Giang Kim Phùng Hoàng Lân Phật Thánh Chúa Tiên Trung Vương. Ê hê hê hà hà hà. Yeah.
sớm chiều tay khơi tiền bạc sừng vàng đẹp cho sắc họ giàu sang đời đời đẹp cho các người đời đời giàu sang bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa đồng con nhang khói phúc thờ ba mươi một người tứ hôn rằm ba mươi một hôn rằm mười lòng người bán tài so buôn so bán tiền bán đây thiền la dốc trí bền tâm từ bi ứng hoa hiện màu ý Chúa trở ra về.
chú mùa con dâng văn tên vị bà chú ngưỡng thành mời chú đệ nhất đi Tây Thiên ngược về thành gia hồi quốc gia Nhật Nguyệt Quang Minh đường lên yên thế bao quanh nhà bà chú Việt lẫy lừng sợi la
quỷ cấp tiên sinh. Tiên sinh truyền phép đi đặt đờ tiếng huyền hồ tiên đường về tới kinh đô. Đời đời dơ xa
bom đề đa đầy tháng ngày. Bán cho tiền tốt lụa dày, bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Đồng con nhang khói phụng thờ, 31 một người từ hôm rằm, 31 một hôm rằm 14. Tài còn ghi
rất ngạc nhiên thật thú vị. Khai quang rộng ngang thật thì diệu quang minh sơn tam duyên lá tích ta cũng giảng nghi vụ hoàng quân vật thánh chúa tiên trung vương. Văn lệ sở tích niệm chúa bà lắm năm phương quyền hành cai quản đông tây.